Xin thì mến chào các anh chị. Khi anh chị muốn lấy lại cái vóc dáng của mình hoặc là muốn cái bụng của mình nó thon gọn á, thì đây là cái bộ sản phẩm. Nó không những là nó làm cho cái bụng của mình thon gọn mà nó giúp cho mình nâng cơ. Tức là cái vòng nào mà mình cần lên á, thì nó sẽ lên, và cái chỗ nào mình cần xuống á, thì nó sẽ xuống nha. Thì cái cách sử dụng nó là như vậy. Sáng mai khi mình ngủ dậy đó, thì mình sẽ dùng một cái gói Jumpstart, mình cắt nó ra và mình bỏ nó vào trong một cái ly tách cỡ này, và mình uống vào buổi sáng ngay lúc mình ngủ dậy ha. Control là 120 viên, có nghĩa là một ngày mình uống 4 viên. Thì Jenny uống sáng 2 viên, chiều 2 viên. Còn Fit á, là nó có 90 viên, có nghĩa là một ngày mình uống 3 viên thì mình uống sáng, trưa, tối. Nhưng mà Jenny sợ mình hay quên vào buổi trưa đó, cho nên là buổi sáng Jenny sẽ uống 2 viên Control và 2 viên Fit. 2 viên Control, 2 viên Fit ha. Còn buổi chiều đó thì Jenny sẽ uống 2 viên Control và 1 viên Fit. Như vậy thì Jenny sẽ không có bị quên nhé. Sau khi mình uống Jumpstart thì mình uống Control và Fit 20 phút trước khi mình ăn. Nếu mà buổi sáng anh chị dùng cái shake này để thay thế cho bữa ăn sáng thì anh chị sẽ pha với lại 16 ounce. Anh chị có thể uống với sữa almond, hoặc là anh chị uống với nước, hoặc là anh chị có thể bỏ vào một ít trái cây rồi anh chị xay thành sinh tố anh chị ăn. Nó có rất là nhiều cách để mình có thể ăn cái này. Anh chị có thể theo dõi Facebook của Jenny ha. Rồi thì là anh chị sẽ múc 2 cup, có thể uống green shake hoặc là có thể uống vanilla, cũng có thể uống chocolate, các bạn tùy cái mùi vị anh chị thích. Còn với Jenny đó thì Jenny uống 1 cup green shake, Jenny rất là mê green shake, và Jenny uống chung với lại 1 cup nó gọi là protein ha, nó gọi là protein boost. Thì Jenny uống 1 cup đó và 1 cup này, Jenny uống chung với sữa. Loại những cái loại sữa mà không có fat mà good đó, như là almond này nọ đó, là bởi vì bản thân của Jenny cũng cần phải uống sữa, nên Jenny uống chung với sữa thì nó có cái vị béo béo. Jenny rất là thích cái vị đó ha. Sau đó thì nếu buổi giữa lỡ đó, tức là sau 2 tiếng khi ăn sáng, anh chị có thể ăn rau salad hoặc là ăn một trái táo, ăn ổi, ăn cà rốt, ăn cần tây, nhưng mà hạn chế ăn những cái loại trái cây mềm, ví dụ như là nho, dâu, sữa, những cái loại trái cây mềm nó có nhiều đường quá thì mình hạn chế ăn những cái đó ha. Còn nếu mình có ăn thì mình ăn vài trái thôi, mình đừng ăn quá nhiều. Buổi trưa thì mình sẽ ăn một bữa chính. Anh chị có thể ăn cơm, bún, phở, cái gì cũng được hết. Nhưng mà từ từ mình hạn chế bớt cái lượng tinh bột lại. Ví dụ như là hồi xưa đó mình ăn cơm là mình ăn 2 chén, bây giờ mình có thể hạn chế lại từ từ bằng 1.5 chén rồi 1 chén, rồi hạn chế càng nhiều tinh bột thì càng tốt. Và lúc mà ăn uống thì anh chị hãy để ý cái lượng tinh bột mà anh chị ăn vào trong cơ thể của mình hàng ngày nhé.
buổi chiều anh chị cũng nên ăn giỡn lợ, cũng nên ăn salad thịt gà hấp, các cái loại ức gà đó hấp, hoặc là ăn với trái cây, hoặc là ăn với những cái bar đó, protein bar đó, là những cái bánh mà người ta làm sẵn, mình có thể ăn những cái loại đó. Tối đó thì anh chị phải ăn trước 6 giờ, đừng có ăn quá nặng, đừng có ăn giống như mình đi ăn tiệc, ăn no căng luôn thì cơ thể mình rất là khó tiêu, và nó sẽ làm tụ tập lại trong bụng của mình, nó sẽ làm cho cơ thể của mình, bụng của mình nó bự lên nhé. Và đây là cái video mà chia sẻ của Jenny, mong là các chị lúc nào cũng khỏe và có được cái vóc dáng của mình ha. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều.